Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Natural Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với Thời sự Thế giới sau cà phê sáng của một ngày thứ sáu tiền Tết Nhâm Dần. Và chúc quý vị một Tết thật là tuyệt vời, đi chơi ở các nơi, nhất là đến chợ hoa của Phước Lộc Thọ từ sáng cho đến tối luôn, ăn uống vui chơi chụp hình đẹp lắm. Thế nhưng tình hình tài chính thời tiết ở Hoa Kỳ rất là nhiều biến động. Đầu tiên vẫn là Thảo Yên, thời tiết ở miền Nam California. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, thời tiết của cuối tuần Tết này đó, nhìn chung nắng ấm và có hơi nóng một tí, nhưng mà cũng không đến nỗi mà quá khó chịu thưa quý vị. Riêng hôm nay đó thì nhiệt độ nói chung là nóng nhất ở trong tuần, hôm nay có thể lên đến gần 78 độ và gió là vào khoảng 10 cho đến 15 dặm, nhưng mà đây là gió Sanawind cho nên là quý vị sẽ thấy nó hơi khô và nóng. Nhưng mà qua đến ngày mai rồi đó thì bớt gió, nhiệt độ cũng giảm xuống. Nhìn chung thứ bảy chủ nhật hai ngày mà chuẩn bị kéo về gần một Tết đó, là quý vị thấy nhiệt độ xuống khoảng từ 68 cho đến 70 độ là cao thôi. Cho coi giao thừa tí coi. Giao thừa sao? Tối thứ hai nhiệt độ. Giao thừa tối thứ hai hả? Ừ. Dạ vâng, tối thứ hai 40 mấy độ ha. Các sứ công viên nào phải đi chùa tường trình thì ở ngoài trời thì phiền lắm. Trong những năm trước chúng tôi đã từng làm việc mặc mấy cả, thậm chí có giao thừa bị mưa nhẹ nhẹ mà trời lạnh nữa. Năm nay thì nhiệt độ buổi tối vẫn rất là lạnh, ban ngày thì trời đẹp và đặc biệt là mùng 1 Tết tuyệt vời vô cùng. Thế nhưng ở bên phía miền Đông hiện nay thì những cái báo cáo liên quan đến bão tuyết rất là mạnh thưa quý vị, và tuyết lên cao. Chưa biết được có sẽ gây trì hoãn hoặc là hủy bỏ các chuyến bay hay không. Thế nhưng riêng với thị trường tài chính, có thể nói một tuần lễ bấp bênh vô cùng, biến động. Ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ lên tuyệt đỉnh. Từ năm 1984 đến giờ, tức là thời của Tổng thống Ronald Reagan, chưa bao giờ có Tổng thống nào như thời của ông Joe Biden mà tỷ lệ mà tăng trưởng kinh tế nó lên khủng khiếp. Nó lên mới có một năm trời qua, thưa quý vị, khi mà ông vào tòa Bạch Ốc đến giờ phút này. Lẽ đương nhiên là do đại dịch. Như chúng tôi đã thưa đó, phần lớn các nhà kinh tế vào sáng ngày hôm nay họ phân tích một lần nữa, họ nói là tất cả là đại dịch thôi, bà con ở nhà. Nhưng mà tại Hoa Kỳ này, với những người mà chống đối chích ngừa, chống đối ở nhà, chống đối phong tỏa, chống đối mang khẩu trang, họ là những người ra đường nhiều nhất. Và quý vị thấy có những nhà hàng họ còn chống đối nữa, không cần mang khẩu trang vào, không cần chích ngừa, họ vẫn mở cửa và tìm cách để mở cửa nhiều hơn. Trong thời gian đóng cửa một vài tháng đó, thì chính phủ đã trợ cấp, rồi họ mở cửa lại và tiếp tục sinh hoạt. Tất cả những cái diễn biến này nó khổ đó, là đóng cửa là nhà máy cũng kẹt, thiếu nhân viên làm việc, rồi sản xuất từ tàu Việt Nam, Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ, đóng hết. Hàng đâu có gửi kịp đâu. Đến khi nhu cầu nhiều quá, hàng gửi đi thì kẹt. Và đó là lý do dẫn đến cái tình trạng nhu cầu, rồi mức cung cầu ảnh hưởng hết. Và tin tức đó tốt ngay từ đầu thì giới đầu tư nhảy vào, Dow Jones lên hơn 500 điểm. Thế nhưng đến cuối ngày, thưa quý vị, mấy tiếng đồng hồ hoạt động thì rõ ràng thị trường lúc này là thị trường của những người day trader. Những người mà họ thức dậy từ sáng sớm, California là 5 giờ phải dậy rồi để chuẩn bị nhảy vô. Nghĩa là vừa thị trường mở cửa ra là mua bán tấp đặt luôn.
họ làm việc vài tiếng à, đến chừng 11 giờ là ngưng, không còn làm gì nữa, bởi vì sau đó rồi đó là không còn cái điều kiện để mua bán. Và khi thị trường lên xuống nhanh như vậy đó, là lúc mà những người day trading, những người mà mua bán hàng ngày đó, họ kiếm lời nhiều nhất. Bởi vì chỉ cần trong vòng một vài phút thôi, họ mua được một cái món và họ bán được ngay cái món đó là họ kiếm lời. Có người kiếm một vài ngàn, có người kiếm vài trăm Mỹ Kim. Mặc dù họ nói đa phần những người day trading đó, mà nếu mà không có tài giỏi, không có giỏi mà tập chập chững hoặc là thậm chí kinh nghiệm yếu đó, thì phần lớn là lỗ nhiều hơn là lời. Chính vì thế họ nói phần lớn những nhà đầu tư mà lâu dài đó, nó ổn định hơn. Và trong cái thời gian này, với những quý vị nào có nguồn đầu tư mà cảm thấy xuống giá vân vân đó, thì các kinh tế gia họ nói cũng đừng có hoang mang và lo sợ. Rồi thì thị trường trung bình trong vòng cả mấy chục năm qua lúc nào cũng lên đều cả. Dow Jones ngày hôm qua cũng vậy, lúc mà lên thì lên 500 điểm, ban ngày cuối ngày rớt xuống 7 điểm. Nasdaq thì ngày hôm qua lên vài trăm điểm, xong cuối ngày rớt cả trăm điểm. Dow Jones sáng ngày hôm nay thì có lúc rớt 200 điểm, bây giờ thì xuống 62 điểm. Và đây là cái tình hình họ nói chưa bao giờ trong vòng 2 năm qua mà thị trường tài chính Hoa Kỳ nó đầy biến động như thế. Nasdaq bây giờ lên 119 điểm. Cho nên chúng tôi gửi đến quý vị các con số này, nhưng mà cuối ngày đó thì mình nhìn lại đó, nó không còn là con số này nữa. S&P 500 lên 16 điểm. Nhiều khi buổi sáng tin tức tốt, đến khi đến giữa trưa thì họ nhận được những tin tức không vui. Nguy cơ chiến tranh Ukraine sẽ gây ảnh hưởng đến giá cả toàn cầu, rồi đụng độ với Trung Quốc, hoặc là bão, nhiều biến động lắm thưa quý vị, tình hình Trung Đông. Và bên phía châu Âu cũng thế luôn, bị ảnh hưởng liên tục luôn. Và Nhật Bản thì cũng vậy, xuống thì xuống mấy trăm điểm mà lên ngày hôm nay là 547 điểm. Hồng Kông thì xuống cũng mấy trăm điểm và hôm nay xuống thêm nữa 256, Thượng Hải xuống thêm 32 điểm nữa. Ảnh hưởng. Trong khi đó phân lời 10 năm là ở mức 1,789, giảm xuống chút đỉnh so với ngày hôm qua. Dầu thì sáng ngày hôm nay có một cái tin như quý vị nhìn thấy đây, Morgan Stanley, cái người chuyên về các mặt hàng bán lẻ đó, trao đổi các cổ phiếu này bao gồm dầu hỏa, rồi lúa gạo vân vân, ông đưa ra dự kiến giá dầu năm nay có thể lên 100 Mỹ Kim. Thực sự trong vòng mấy tháng qua, các nhà kinh tế gia cũng đã dự đoán giá dầu tăng lên, nhất là cái nguy cơ tiềm ẩn của cuộc chiến Ukraine. Chắc chắn nếu mà xảy ra đó giữa Nga và Ukraine, mặc dù nhỏ thôi, thì cũng sẽ khiến giá dầu biến động. Dầu hôm nay là 87 đồng 71 sen, vàng tiếp tục đi xuống thưa quý vị, có lúc lên trên 1,800 mấy chục đồng, hôm nay còn có 1,783 đồng 40 sen mà thôi. Vâng, thưa quý vị, các giới chức ở tại từ khu vực South East cho đến tiểu bang New England đó, bây giờ họ đưa ra cái khuyến cáo về bão và blizzard cho khoảng 75 triệu cư dân sống ở khắp cái khu vực này, bởi vì bắt đầu từ sáng ngày hôm nay đó, bão đang tràn về thưa quý vị. Và nhờ những cái tiểu bang mà sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chẳng hạn như là Maine với Massachusetts, rồi Maryland, chưa gì đến bây giờ đó là đã rơi một cái lượng tuyết từ 6 cho đến gần 10 inch rồi, mà các giới chức họ nói qua đến ngày mai đó tuyết có thể lên cao trên 12 inches. Và chưa gì sáng hôm nay là đã có hơn 1,500 chuyến bay mà chuẩn bị bay sáng nay với ngày mai đó đã cancel hết rồi thưa quý vị. Và cái tình trạng mà white out đó, lỗ tuyết đến độ mà sẽ bị cúp điện luôn, các giới chức khuyến cáo mọi người là chuẩn bị đèn cầy với lại lương thực và để cho đề phòng cái trường hợp mà xấu nhất. Và cái hình ảnh mà quý vị thấy là sáng hôm nay một cây cầu ở tại Pittsburgh tự dưng đã bị sập thưa quý vị. Pennsylvania. Thì cái cầu này đó, nó nằm gần ngay cái thành phố gọi là Freak Park. Thì các giới chức cho biết là khoảng trước 7 giờ sáng nó bị sập. Thì lúc mà bị sập đó là có khoảng 4 cái xe đang đi trên đó, mà quý vị đã thấy là có một chiếc xe bus có 3 người bị thương phải nhập viện, tổng cộng là 7 người bị thương, nhưng mà 4 người kia bị thương nhẹ thôi, 3 người là phải nhập viện, nhưng mà may mắn là không có ai thiệt mạng cả.
Và đặc biệt là cái nơi mà xảy ra cái vụ sập cầu này đó lại là cái tiểu bang mà vào ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden sẽ xuất hiện, ông sẽ xuất hiện ở thành phố gọi là West Mifflin để mà nói về cái ngân sách cho infrastructure, trị giá hạ tầng cơ sở thôi quý vị. Và chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Ông vô đó, vô. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thị trở lại với tất cả quý khán thính giả. Và trong thời gian qua, không biết Thảo Yên quý vị có trả đồ không? Mua đồ trên mạng xong trả lại không? Ôi, em trả thường lắm anh. Trả thường lắm hả? Thảo Yên là một trong số những người mà họ thường xuyên trên mạng họ trả đồ. Và quý vị biết không, hôm nay có nhiều cái cuộc thống kê và chúng tôi phải gửi đến quý vị cái bản tin này bởi vì chúng tôi nghĩ quý vị cũng là một trong những người trả đồ giống như tôi. Nhưng mà thực sự đó, tôi không thích trả đồ cho đến khi mình thấy cái đồ đó không đúng ý của mình nhưng mình đã mua. Còn có những thứ mình thấy ô tuyệt vời rồi, đúng với những gì mình cần thì mình không có lý do nào để trả, nó phiền phức lắm thầm ạ. Nhưng mà khổ đó là Amazon và nhiều, kể cả Walmart nữa, nhiều hãng, nhiều công ty bây giờ đó, nếu mà không tạo điều kiện cho người khách hàng mà trả đồ đó, họ không chịu mua. Và đó là lý do những người khách hàng, quý vị và chúng tôi đó, đã bị nghĩa là làm dễ dàng quá đi. Nó gọi là spoil tiếng Việt là cái gì Thảo Yên? Chiều chuộng nhiều quá, bị chiều hư rồi, bị chiều hư. Cho nên họ nói rằng những người nào mà mua hàng trên mạng đó là gấp 3 lần trả đồ. Mà đúng như thế, nếu mà quý vị như ngày xưa chúng ta đâu có mua hàng trên mạng đâu, mỗi lần muốn trả đồ cũng được không sao hết, 30 ngày để trả đồ, chúng ta làm biếng lắm. Và đôi khi mình chờ hoài đó, cái nó hết hạn 30 ngày thế là hết trả. Còn bây giờ nó dễ quá, và thậm chí quý vị chỉ cần ra cái ngoài đầu phố thôi, có một cái tiệm nào đó quý vị thả nó vô cái món hàng, và thậm chí không cần phải gói lại nữa. Thế nhưng ngày hôm nay đó, Amazon và cũng như các chuyên gia về hàng hóa đó, họ nói tình trạng mà gửi trả hàng trở lại đó đang gây ảnh hưởng rất lớn, không những đến môi sinh mà kể cả kinh tế của nước Mỹ nữa, không có lời nhiều. Nếu như Amazon mình không nói gì, họ là tỷ tỷ rồi, nhưng mà có những người bán lẻ đó cũng tội nghiệp cho họ lắm. Họ phải theo chính sách của Amazon, mà nếu họ bán mà không cho trả lại đó, hoặc là gây khó dễ đó, người ta sẽ không mua. Đó là lý do họ phải tạo điều kiện dễ dàng. Không thích trong những cái điều kiện họ hỏi đó, quý vị tại sao trả, quý vị nói tôi không thích nữa, tôi thấy không cần thiết, là tôi trả lại và lấy lại hết tiền thôi. Ngày hôm nay họ nói rằng trong năm 2021, quý vị có thể tưởng tượng 761 tỷ Mỹ Kim, chứng tỏ chúng ta mua đến mấy ngàn tỷ Mỹ Kim và chúng ta trả lại 761 tỷ Mỹ Kim tiền hàng hóa. Nhưng mà họ nói không phải là cái số tiền mà hàng bị thiệt hại này. Trong đó đó có rất nhiều món hàng ít nhất là 10% lừa đảo. Tức là sao? Họ có một cái món hàng giống như thế, họ xài hư, họ mua món hàng xong họ trả lại cái đồ hư 10%. Rất nhiều những người chủ các công ty, các cơ sở thương mại đó, họ nói rằng 10% hàng khi họ nhận về đó, họ cũng không biết làm sao. Mà bây giờ đôi khi có món hàng nó có mười mấy, hai ba chục đồng đó, họ cũng chẳng có nghĩa là tranh tụng vì cái vụ đó cả, và ngậm bồ hòn, có nghĩa là chịu đựng thế thôi. Chưa hết thưa quý vị, mỗi lần mà chúng ta trả hàng lại đó thì Amazon phải tốn tiền để trả cho người nhân viên gói hàng đó lại.
Bởi vì bây giờ quý vị không cần phải gói lại cái thùng mà gửi cho quý vị đó. Quý vị giục cái thùng giấy đó đi thì đã tốn kém cái thùng giấy cũng mấy chục sen ha. Mình mang cái món hàng đó, mình gửi lại cho Amazon, Amazon tốn mấy chục sen để gói cái hàng đó nữa. Và quý vị tưởng tượng một cái món hàng đôi khi mình mua có mấy đồng mà cái tiền công đóng gói đó và chuyển dịch vụ cung cấp đó còn đắt hơn cả món hàng đó nữa. Cho nên có lúc đó, họ nói rằng thôi nếu mà muốn trả lại thì họ quý vị giữ cái món hàng đó luôn. Nếu như món hàng đó chỉ có vài đô la. Thì ngày hôm nay họ cho biết được với cái tình trạng hiện nay, họ nói chưa khi nào mà chúng tôi có người làm việc trong kho và nói chưa khi nào mà người ta thấy hàng hóa mà gửi trả về nhiều đến như thế. Nhưng mà việc gửi hạ trả hàng như vậy cũng có lợi cho các công ty. Thí dụ như FedEx và UPS, lý do họ là những nơi chuyển hàng. Và hàng hóa nhiều thì cũng có nghĩa là nhân viên làm việc thêm thời gian và kiếm thêm lợi nhuận. Và thưa quý vị, vào chiều hôm qua ở tại Nashville, tại bang Tennessee đã xảy ra một cái vụ, đó là có 9 người cảnh sát nổ súng bắn chết một người đàn ông ở trên freeway. Và bây giờ cái vụ này nó đang gây sự chú ý cho cộng đồng ở đây, bởi vì ở trên freeway đó nhiều người thưa quý vị, cho nên là rất nhiều người họ chứng kiến. Và bây giờ trên từ tối qua đến giờ rất nhiều những cái đoạn video do những người mà họ chứng kiến họ quay được, họ đăng lên trên mạng xã hội. Thì đây là người bị bắn chết đó, bây giờ cảnh sát cũng đã đưa danh tính, tên là ông Landon Estep, 37 tuổi thưa quý vị. Và đây là cái đoạn video từ body camera của cảnh sát mà sở cảnh sát Nashville họ đưa ra. Thì lúc ban đầu đó là vào khoảng trước 2 giờ, những người lái xe trên freeway Interstate 65 đó, họ gọi cho cảnh sát. Bởi vì ông Estep này đó, như quý vị thấy là ổng đi bộ, nhưng mà ổng gây cản trở cho traffic ở trên freeway, khiến nhiều người đó họ không có dám chạy qua, lỡ cán chúng ổng hay là sợ ổng nhào ra, cho nên là họ bắt đầu gọi cảnh sát. Thì đầu tiên đó là có một người highway patrol, ổng đến đầu tiên, thì ổng không có dám tiếp cận cái ông Estep này, bởi vì theo cái bây giờ theo như report của cảnh sát đó là ông Estep một tay cứ bỏ trong cái túi áo, cho nên người cảnh sát kia không biết là cái tay đó ổng cầm trong đó có vũ khí hay không. Và cái tay mà lòi ra bên ngoài đó thì thấy được là ông cầm một cái con dao rọc giấy. Thì trong lúc đó có một người cũng là cảnh sát, nhưng mà ông này ông đang off duty, ông cũng đang lái xe trên freeway, thì ông thấy được cái chuyện này, cho nên là ông đã xuống giúp đỡ người đồng nghiệp của mình, khuyên giải ông Estep cũng như là chờ thêm cảnh sát backup đến. Trong lúc mà hai người cảnh sát này đang nói chuyện đó là liên tục họ khuyên ông này là bỏ tay ra để cho họ thấy được có cái chuyện gì và đừng có những cái hành động mà quá khích. Cảnh sát liên tục nói rằng họ không có muốn nổ súng, họ chỉ muốn giải quyết cái chuyện này để mọi người có thể về nhà. Và cái vụ mà ông này ổng cứ đứng đó và ổng không có chịu đầu hàng cảnh sát đó kéo dài suốt 30 phút cho đến khi bắt đầu có những cảnh sát viện trợ đến. Thì tổng cộng luôn cả người cảnh sát mà off duty đó là có 9 người thôi quý vị, mặc dù off duty nhưng mà ông cảnh sát này ổng vẫn có mang súng theo. Thì bất ngờ đến cái lúc mà sau 30 phút đó thì bây giờ report của cả 9 người cảnh sát này nói rằng ông Landon, ông Estep, ông bất ngờ nhào về phía người cảnh sát đầu tiên ở trong cái chuyện này, và cái tay mà đút ở trong túi đó thì ông rút ra ngoài, và một số cảnh sát họ thấy là có một cái vật gì đó nó lé lên, thì cho nên là cả 9 người đồng loạt nổ súng thôi quý vị. Và nhưng mà bây giờ đó cái report cảnh sát chưa đưa ra là ông Estep chúng bao nhiêu phát đạn, nhưng mà khi mà paramedic đến đó thì ông đã chết ngay tại hiện trường rồi. Và bây giờ cái bởi vì ở phía bên kia freeway đó thì vẫn còn rất nhiều xe hơi, cho nên nhiều người họ dừng lại, họ quay cái cảnh này. Thì bây giờ phía FBI đó đã nhận được cái chuyện này và họ sẽ mở cuộc điều tra. Bây giờ phía cảnh sát khẳng định là cái tay kia của ổng nó không có cầm vũ khí, chỉ cầm một cái vật gì đó mà cảnh sát không nói rõ thôi quý vị. Nhưng mà cái lúc mấu chốt đó
ở xa quá, cảnh sát họ không thể nào biết được là ông cầm cái gì. Lúc đó nếu như mà cảnh sát không nổ súng đó, nếu như ông cầm súng thì ông có thể đã bắn vào những người cảnh sát này. Cho nên bây giờ đó phía FBI sẽ điều tra xem là có phải ông này ông cố tình muốn giống như là provoke cảnh sát để rồi bị cảnh sát bắn chết hay không. Và những người cảnh sát liên quan trong cái chuyện này thì cái chuyện nổ súng là có đúng theo protocol của cảnh sát hay không. Thì đặc biệt đó, theo như phía sở cảnh sát của Nashville cho biết, từ đầu năm cho đến bây giờ đó, ở Nashville đã xảy ra 5 vụ cảnh sát chạm trán với người và nổ súng. Riêng trong năm 2021 ở đây đã có đến 55 vụ. Và tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Chu Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Tạo Yên Oanh chúng tôi trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Little Sài Gòn TV theo dõi thời sự thế giới. Mặc dù những cái tin tức liên quan đến Covid trong thời gian qua chúng ta hầu như không có thấy nghe nói nghĩa là ghê gớm, rồi cũng không thấy Anthony Fauci, bác sĩ Fauci, rồi người giám đốc của CDC, họ vẫn tiếp tục làm việc họp, nhưng mà bởi vì tình hình bây giờ hầu như trở lại bình thường rồi. Đan Mạch ngày hôm qua cũng đã tuyên bố vào ngày 1 tháng 2 tới đây tất cả các sinh hoạt mở lại hết, và nữ thủ tướng Đan Mạch tuyên bố rằng không có lý do nào chúng ta lại phải tiếp tục để cho người dân sống trong cái tình trạng sợ hãi, rồi đi ra ngoài đường cứ thấy người ta mang khẩu trang, họ không muốn nhìn thấy cái hình ảnh đó luôn nữa. Cho nên không khẩu trang vào ngày 1 tháng 2 và không xét giấy tờ luôn nữa. Thì chính phủ Đan Mạch nói rằng trong thời gian qua, nghĩa là chúng tôi vẫn có các số bị lây nhiễm, nhưng mà số tử vong có 50 người hiện nay đang ở trong bệnh viện được chữa trị mà thôi. Có 50 người trong cả một nước Đan Mạch mà 6-7 triệu người. Thì đó là tình hình. Và từ từ Anh Quốc cũng bắt đầu xét tới việc, và họ, chúng tôi nghĩ là trong vòng tháng 2 đó, tháng 3 đó, là sẽ, nhiều quốc gia đó sẽ mở cửa lại bình thường lắm. Tuy nhiên, mặc dù mình không nghe nói nhiều đến tin tức về Covid, nhưng mà riêng ở Florida vào sáng ngày hôm nay đó, các giới chức y tế đó, họ nói rằng mặc dù không nghe nói nhiều về Covid-19, nhưng mà không có nghĩa là trường hợp không lây lan mạnh và số tử vong thấp. Tính từ tháng 10 năm ngoái cho đến giờ phút này, thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày mà tiểu bang Florida có nhiều người chết nhất. 152 người tử vong vì COVID-19, Omicron. Và riêng trong ngày hôm qua thôi, tiểu bang Florida ghi nhận 27.533 trường hợp lây nhiễm. Và tổng số người chết thêm đó, trong số này đó, 628 người chết. Ngoài ra, Florida cũng ghi nhận từ đầu đại dịch đến giờ phút này đó, có ít nhất hơn 5.500.000 người đã bị nhiễm COVID, 64.635 trường hợp tử vong. Mà ngược lại, Florida lại là nơi du khách đến từ xa rất nhiều, vẫn tiếp tục đến, nhất là mùa lạnh lúc này đó, thì đa phần những người dân từ vùng Đông Bắc và miền Bắc của nước Mỹ là họ tràn xuống Florida. Và những cái tin tức liên quan đến tình hình địa ốc Florida đó vẫn tiếp tục tăng trưởng rất mạnh. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái sự lãnh đạo của một vị thống đốc tiểu bang đó, khi mà họ nghĩa là làm nhẹ cái tình hình COVID-19. Nhưng mà ông DeSantis đó, làm nhẹ vì ông đảng Cộng Hòa mà. Ông là người làm nhẹ, và thậm chí họ nói những cái con số này đó là chưa thể hiện cái tình hình thực tế, bởi vì có thể số nó còn tăng cao hơn nữa. Và nhìn qua
nơi mà chúng ta đang sống ở đây, quận Cam, thưa quý vị, họ nói rằng trong vòng 14 ngày qua, số trường hợp lây nhiễm Omicron 80.874. Khủng khiếp, nó không khác gì cái thời gian đầu đại dịch hết. Và tổng số người nhiễm ở quận Cam tính đến giờ phút này, chúng ta có 3.100.000 người. Số người nhiễm bây giờ là 503.000, thưa quý vị, trên 10% rồi. Sắp đụng mức mà 20% nếu con số này lên tới 600.000. Nhưng mà bởi vì chúng ta thấy khi mà ra đường phố, tất cả các sinh hoạt, rồi thậm chí mặc dù việc khẩu trang là nên đeo bắt buộc trong vòng 2 tháng nữa đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có những người họ không thích mang khẩu trang, rồi thậm chí vào nhân viên họ cũng lừng khừng không mang khẩu trang nữa. Mọi người đều xem nhẹ cái tình hình hiện nay, ai cũng muốn có được đời sống bình thường. Tuy nhiên những cái tin tức này để nhắc nhở là các cơ quan y tế họ vẫn khuyến khích quý vị và khuyên quý vị nên cẩn trọng. Những ai chưa chích ngừa nên đi chích ngừa, nếu mà chích ngừa rồi nên chích mũi booster và nên đến nhận N95 miễn phí trong tuần lễ này, thưa quý vị, và tuần lễ tới dễ dàng hơn nữa. Rồi đến ghi danh để nhận những cái hộp thuốc xét nghiệm ở nhà, trong trường hợp mình cảm thấy hơi bị sốt hay như thế nào, hay ho đó, là quý vị có thể xét nghiệm ngay lập tức. Thì tất cả những cái công cụ y tế này chính phủ cung cấp cần thiết. Quan trọng là chúng ta tiếp tục giữ gìn vệ sinh cẩn thận, và khi mà sinh hoạt thì cũng nhắc nhở những người khác chích ngừa, hoặc là xem coi những người có người chích ngừa nếu mà mình tiếp xúc gần với họ hay không. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, nhà tù ở tại Alabama đã tối ngày hôm qua đã hành quyết một tù nhân sau khi mà cái vụ án của y đó đã được kháng cáo lên nhiều tòa án và đưa lên đến tối cao pháp viện. Tuy nhiên tối cao pháp viện đã bác bỏ cái lý do mà phía luật sư biện hộ của tù nhân này đưa ra, và tối cao pháp viện cho rằng án tử hình là đúng người đúng tội với lại cái tên này. Thì đây là Matthew Reeves, năm nay 44 tuổi, vào năm 1996 thưa quý vị, khi đó y 18 tuổi đó. Theo như hồ sơ từ tòa án là tối hôm đó y đang đứng ở một cái con đường rất là hoang vắng, giơ tay xin đi nhờ xe, thì nạn nhân là ông Willie Johnson, vì lòng tốt ông đã ngừng lại cho y lên xe và định chở y đến cái nơi mà y muốn. Tuy nhiên cái tên này đó đã dùng súng bắn một phát vào đầu của ông nạn nhân để cướp chiếc xe của ông, và sau khi mà bắn chết nạn nhân đó, y đã quăng xác của nạn nhân ở cái vệ đường và lái chiếc xe đi đến một cái căn nhà khác, và ở đó party coi như là không có cái chuyện gì xảy ra cả. Và sau đó cảnh sát đã điều tra được và bắt y. Thì ở Alabama còn án tử hình thôi quý vị, cho nên là y bị bắt và án tử hình được đưa ra vào năm 2001, nhưng mà đến mãi tận bây giờ đó mới bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên vào năm 2016 đó thì ở tại tiểu bang Alabama, bà thống đốc khi đó đó thiếu thuốc độc cần thiết để mà cho các án tử hình mà chích thuốc độc, cho nên là năm 2016 bà thống đốc đã ký một cái luật, đó là thay vì những cái trường hợp tử hình mà tiêm thuốc độc đó, thì bây giờ tiểu bang này họ sẽ dùng cái khí nitrogen gas, thưa quý vị, bởi vì nó rẻ hơn, dễ mua hơn là các loại thuốc độc. Thì trường hợp của cái tên Reese này cũng vậy, thay vì tiêm thuốc độc thì tiểu bang nhà tù đó đã đưa cho y giấy tờ, họ giải thích và đưa cho y đọc ký là y chấp nhận thay vì bị tiêm thuốc độc thì sẽ đi vào trong phòng hơi gas độc để mà tử hình. Thì luật sư của y đã viện vào cái lý do đó, cho rằng đó phía tiểu bang đã đưa những cái giấy tờ quá sức phức tạp, y đọc nhưng mà y không hề biết là mình đọc cái gì, và y chỉ ký đại. Và phía luật sư thì cho rằng bởi vì tên Reeves này đó không có học hành, cho nên là cái trình độ mà đọc hiểu đó chỉ bằng một cái đứa trẻ lớp 1 thôi, cho nên là cái vụ tử hình của y nên không có được tiếp tục. Tuy nhiên phía tối cao pháp viện sau khi mà xem xét cái
trường hợp này thì nói rằng cái văn bản của tiểu bang đưa ra đó không có cái gì khó hiểu cả. Họ cái câu cứu họ đưa ra rất là rõ ràng là trường hợp của y thay vì tiêm thuốc độc, họ sẽ cho y vào phòng hơi gas ngạt, cho nên là tối cao pháp viện đã bác bỏ cái tòa cái phán quyết của tòa dưới cho rằng y bị dụ để mà ký vào cái tờ giấy đó, và vào tối ngày hôm qua lúc 9 giờ 24 phút y đã bị tử hình. Sáng ngày hôm nay có một cuộc nghiên cứu từ Anh Quốc liên quan đến tuổi thọ của con người. Họ nói rằng trong thời gian qua thì thấy có những người sống tới 120 mấy tuổi, có người chỉ mới sống tới 60 mấy tuổi đã qua đời. Và họ muốn tìm hiểu xem đây có phải là, thứ nhất đó, họ dựa vào nhiều yếu tố lắm, lẽ đương nhiên nó gây ảnh hưởng từ cách sống, ăn uống, tập thể dục, tinh thần vân vân, để liệu xem coi cơ thể của một con người sẽ sống như thế nào và có kéo dài tuổi thọ được bao nhiêu hay không. Thế nhưng ngày hôm nay họ khám phá ra trong máu của chúng ta có hai loại chất đạm protein đóng góp phần lớn vào tuổi thọ của con người. Hai chất đạm này là gì? Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả, và bức ảnh quý vị đang vừa nhìn thấy đó là sinh lão bệnh tử vào câu chuyện mà chúng tôi đang chuẩn bị trình bày đến quý vị. Ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Edinburgh ở bên Anh Quốc vừa cho biết họ khám phá được trong không phải chuỗi di truyền thể của chúng ta mà trong máu, khi họ lấy mẫu xét nghiệm máu của những người sống thọ và những người không được thọ, thì họ mới thấy trong đó có hai loại protein trong máu của chúng ta. Một loại là LPA. Rất tiếc đây chỉ là cái kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm thôi. Một loại đó là VCAM1. Nói thì chúng ta biết là trong máu của chúng ta, nhưng mà khổ đó, không phải máu của người nào cũng có hai loại này hết, LPA và VCAM1. Đặc biệt họ thấy những người có hai, nếu một cơ thể con người máu của họ mà có hai loại chất đạm protein này đó, thì đa phần luôn 90 mấy% những người này sẽ sống thọ 90 mấy tuổi, 100 tuổi. Thực sự nếu mà quý vị thử máu của những người thân của quý vị mà những người đã sống trên 90 hoặc 100 tuổi đó, thì các nhà khoa học họ nói là có cơ may những người này mang theo cái chất đạm đó. Và thêm một điểm nữa đó là họ nói chúng ta sinh ra đó, một con nít sinh ra đời đó là giống như trúng số vậy. Có đứa đó thì nó lấy được cái sổ số chúng bạc triệu, có nghĩa là chúng mang trong cơ thể của chúng hai cái chất đạm đặc biệt này. Nhưng mà có những đứa bé sinh ra trong gia đình bị bệnh hay như thế nào đó và đã có không có được cái chất đạm đó. Và điểm đáng chú ý là từ cuộc nghiên cứu này, các nhà khoa học họ nghĩ đến việc là làm cách nào tạo ra được một cái chất protein tương tự như vậy. Bởi vì dựa trên protein này vào máu của cơ thể con người giúp cho người đó chống lại rất nhiều các bệnh và cái sức đề kháng của cơ thể con người đó nữa. Và đó là cuộc nghiên cứu. Họ nói rằng việc khám phá này là một điểm vô cùng quan trọng để tìm hiểu làm thế nào để con người sống lâu, sống thọ trong tương lai nhiều hơn nữa.
Và nhân nói đến việc mà sống lâu sống thọ, tội nghiệp lắm thưa quý vị. Vào sáng ngày hôm nay ở tại Afghanistan, họ báo cáo cho biết đó, do tình trạng thiếu ăn trong thời gian qua. Thứ nhất là mùa đông đang tới và mùa đông ở Afghanistan khắc nghiệt vô cùng, một cái xứ sở nghe là nghèo đói quý vị ha. Sống tập bao nhiêu chục năm nay là dựa vào cái nguồn viện trợ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ rút đi đó, rồi cấm vận Taliban bởi vì cái tình trạng mà sách nhiễu phụ nữ trẻ em, rồi khó khăn, không có dân chủ cho đất nước đó. Cho nên đến độ mới đây một phái đoàn của Taliban đã phải sang châu Âu để xin viện trợ. Và họ phải đưa ra những cái lời cam kết đó là phải tôn trọng nữ quyền vân vân. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ ngay bây giờ đó, bên phía Tòa Bạch Ốc, họ muốn có được những cái bằng chứng cụ thể hơn. Và tình trạng không có viện trợ trong thời gian qua, ngày hôm nay họ báo cáo ở trong bệnh viện, nhất là bệnh viện phụ khoa của Afghanistan đó, phụ nữ đẻ con sinh sớm cả tháng luôn, và có em trung bình chỉ có đâu 2 pound. Quý vị tưởng tượng không, một bé có em sinh ra chưa đầy 2 pound và các em đã chết. Rồi có em đã sinh ra xong rồi một thời gian sau chết bởi vì mẹ không thể cung cấp sữa cho các em bú, và tình trạng gia đình bây giờ họ đang thiếu ăn dữ dội luôn. Đó là lý do mà cơ quan Liên Hợp Quốc UNICEF hiện nay đang kêu gọi thế giới hãy đừng cấm vận, mặc dù họ biết Taliban có bàn tay tàn ác đối với người phụ nữ, nhưng mà họ nói vì trẻ em, vì phụ nữ lúc này. Và thưa quý vị, vào đầu tuần này đó, ở Texas đã xảy ra cái chuyện đó là có hai anh em mới có 17 với 18 tuổi thôi đã gọi một người bạn cùng với mình. Cả ba thiếu niên này đó đã đánh chết ông cha dượng, bởi vì ông cha dượng này đã tấn công tình dục đứa em gái của họ. Đứa bé này mới có 9 tuổi thôi, nhưng mà bây giờ cái chuyện này đó, đến hôm nay ở Texas đã có gần 300.000 người họ đã ký vào cái thỉnh nguyện thư, thưa quý vị, xin ông thống đốc hãy tha bổng cho ba cậu thiếu niên này, là một cái trường hợp ít thấy ở tại địa bàn Texas. Thì cái chuyện nó xảy ra như vậy, thưa quý vị, hai cậu Alejandro với lại Christian Trevino này đó là anh em ruột, họ có ông cha dượng tên là Gabriel Quintanilla. Thì ông này lấy mẹ của hai cậu này, và sau đó bà sinh ra thêm một đứa em gái nữa, nghĩa là half sister với hai cái cậu này. Thì vào năm 2019 đó, bây giờ phía hồ sơ của cảnh sát cho thấy là người mẹ đã từng báo cảnh sát là cái ông chồng đó, ông rờ mó đứa con gái rồi, nhưng mà cảnh sát khi đó đó chưa có đầy đủ bằng chứng điều tra, và sau đó ông ta còn rờ thêm con của hàng xóm nữa, và lúc đó cảnh sát đã có cái search Warren đi bắt giữ ông này, nhưng mà ổng đã bỏ nhà đi, ổng trốn mất từ năm 2019 đến bây giờ, cảnh sát chưa kịp bắt. Và sau đó chắc có lẽ là ông ta cứ trốn chui trốn nhủi, nhưng mà lâu lâu quay trở về nhà, và lần cuối cùng về nhà đó lại tiếp tục sờ mó đứa con gái, thưa quý vị, năm nay đứa con gái 9 tuổi. Thì hai cậu anh này đó có lẽ là quá bất mãn, cho nên là vào một lần họ đã kéo đến cái nơi ở, cái nơi mà ông ta trốn đó, ông ta thuê một cái apartment, đánh ông ta một trận rồi. Và nhưng mà sau đó hai cậu này bỏ đi, nhưng mà không hiểu sao đó, chắc suy nghĩ lại hay sao đó, lại rủ thêm cậu bạn nữa là cậu Hoan này đây, thưa quý vị, và cả ba lại kéo đến một cái nơi khác. Chắc qua 1-2 ngày sau đó, thấy ông này ổng đi ở trên đường, cả ba chặn đường và đã lôi ổng đến một cái khu vực rất là vắng vẻ, và cả ba đánh đập ông ta cho đến chết luôn. Dạ vâng. Thì sau khi mà đánh chết á, thì một trong hai cậu này đã lấy bóp với lại cái đồng hồ của ổng, không biết vì sao lại lấy tiền với đồng hồ, nhưng mà sau đó thì tất nhiên có cái thi thể, thì cảnh sát họ phải điều tra, và họ đã lần ra cả ba cậu thiếu niên này. Thì bây giờ cả ba người đó đang bị bắt giữ, và mỗi một người cái tiền bail bond lên đến 1 triệu Mỹ Kim lận, và cả ba bị hiện nay sẽ bị truy tố cái tội là vừa giết người mà vừa cướp của nữa, thôi quý vị. Nhưng mà bởi vì cái lý do là
cái tên kia đó là đã sờ mó đứa em của hai người, và không những một cái đứa nhỏ đó là con ruột của y mà y còn sờ mó, rồi sờ mó luôn cả những đứa nhỏ hàng xóm nữa. Cho nên bây giờ đó dư luận họ thấy là cái kẻ đó không hề đáng thương tí nào hết. Cho nên là họ đã tính đến sáng hôm nay gần 300.000 người đã lên online ký thỉnh nguyện thư xin ông thống đốc là giảm nhẹ tội cho cả ba thiếu niên này, nhưng mà chưa thấy ông Greg Abbott lên tiếng gì về cái trường hợp này. Và ngày hôm nay tình hình Ukraine có vẻ giảm nhẹ rồi. Tổng thống Vladimir Putin thông qua kênh ngoại giao đưa ra tuyên bố vào sáng ngày hôm nay nói rằng Nga không hề muốn gây chiến tranh với Ukraine. Họ khẳng định là như thế. Và thông điệp này đã được Ngoại trưởng bên phía Bộ Ngoại giao của Nga truyền đạt thông tin đến toàn thế giới. Và họ nói, thứ nhất đó, là bên phía Nga đã nhận được thư trả lời chính thức từ Tổng thống Biden. Và trong lá thư này, Tổng thống Biden khẳng định đó là chúng tôi muốn có con đường đối thoại ngoại giao, nhưng mà chúng tôi không thể chấp nhận những yêu sách của Putin đưa ra là buộc NATO không kết nạp Ukraine làm thành viên của NATO. Điều đó nó vô lý, và cái hiến pháp của NATO không cho phép, cho nên Hoa Kỳ cũng không làm được điều đó. Nhưng mà nếu Nga quyết định gây chiến tranh với Ukraine thì phải trả một cái giá rất đắt. Thế thì ngày hôm nay để làm giảm nhẹ đi tình hình, với lại một phần nữa thưa quý vị, hôm qua phía Hoa Kỳ tuyên bố nếu mà Nga chiến tranh thì cái đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 sẽ bị hủy bỏ. Xây dựng xong rồi tốn kém cả chục tỷ Mỹ Kim luôn. Mà phía Nga, Gazprom là công ty của nhà nước Nga, phải bỏ bao nhiêu tỷ Mỹ Kim bây giờ hủy bỏ thì thiệt hại nặng nề vô cùng. Về lâu về dài, bởi vì không bán khí đốt, không bán dầu được. Chưa kể là chiến tranh với Ukraine xảy ra, Nga, Ukraine và cả thế giới nữa cũng bị ảnh hưởng chung về cái cuộc chiến này. Chiều ngày hôm nay trong phần tường trình đặc biệt, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết tại sao chiến tranh Ukraine-Nga xảy ra sẽ gây ảnh hưởng kinh tế không chỉ riêng cho vùng châu Âu mà kể cả Hoa Kỳ nữa, và khiến giá cả và xăng chắc chắn còn lên cao nữa. Mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng ngay bây giờ mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi tiếp tục các phần livestream, đọc các bản tin đáng chú ý, và nếu vào trong YouTube nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.